Xin chào quý vị và các bạn, thì Toyota Fortuner là một trong những cái mẫu xe rất được yêu mến tại thị trường Việt Nam và được lắp ráp tại Việt Nam vào năm 2009. Quý vị và các bạn thân mến, thì thời điểm xe lắp ráp ấy cũng có rất nhiều phiên bản, và đây chúng tôi chào bán hai cái mẫu xe sản xuất năm 2015. Một là phiên bản máy xăng hai cầu bản full, và đây là phiên bản máy dầu, máy xăng một cầu, số tự động các bạn nhé, số tự động. Các bạn có thể thấy đây là phiên bản Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động sản xuất năm 2015. Thì cái form mới này nó cũng được thiết kế khá là mới mẻ, bao gồm có cái mặt ca lăng dạng 3 thanh ngang, rồi đèn, có đèn cốt thì có dạng đèn bóng chiếu. Dưới này thì được cái đèn gầm được độ lên các bạn nhé, đèn gầm nó được độ lên rồi. Chúng ta có thể thấy cái khác biệt giữa bản một cầu, bản hai cầu nhìn ở phía bên ngoài ấy, thì chúng ta có thể thấy đây chính là cái phun nước rửa đèn pha các bạn nhé. Phun nước rửa đèn pha trong trường hợp chúng ta đi vào công trường, chúng ta đi vào những cái đường nó quá bụi thì nó có thể che cái tầm quan sát của các bạn. Thì do đó cái hệ thống phun nước rửa đèn pha này nó sẽ tự phụt nước, tạo ra áp lực và nó làm sạch cái cụm đèn pha phía trước này. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn. Các bạn có thể nhìn thấy cái form từ năm 2015 đến nay thì là form mới, từ cái thiết kế đèn gầm rất là mới, rồi cái thiết kế của cái cụm mâm xe này nó rất là mới các bạn nhá, nó rất là mới và được thiết kế với cái màu mâm xe màu xám các bạn ạ, màu xám. Chất lượng xe thì đối với lại dòng xe này á, thì thời điểm năm 2015 đến giờ thì riêng đối với xe này thì cái màu sơn nó vẫn còn rất là đều các bạn ạ. Cái quan trọng hơn nữa là cái tem này này, cái tem này các bạn có thể nhìn thấy nhá. Cái tem này dán từ thời năm 2015 đến giờ và nó chưa bị mất bất kỳ một đoạn tem nào. Do vậy là cái tem này nó vẫn còn nguyên bản, cái sơn cửa sơn này nó vẫn còn khá là nguyên bản các bạn nhé. Khách hàng cũng rất là cẩn thận trang bị thêm cả cái món này. Đây là cái để trong trường hợp mà bị chạm vào cái cửa xe khác đúng không ạ? Toyota Fortuner thì trong tất cả những cái mẫu xe cùng phân khúc ấy, thì các bạn có thể thấy thì cái dòng xe Fortuner được đánh giá không phải là vấn đề ưu điểm, không phải là vấn đề phụ kiện, mà chính là cái sự rộng rãi, thoải mái, dễ dàng quan sát, tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu của nó. Các bạn có thể nhìn thấy cái không gian khoang nội thất này là rất là rộng, và cái chiều cao của Toyota Fortuner nó đạt một cái giới hạn lý tưởng. Nó giúp cho người ngồi ở trong xe nó rất là thoải mái. Và điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng xe Toyota Fortuner này thì nó có cái độ bền dáng rất là cao và rất là ưa chuộng. Xe này cũng đã được trang bị cái camera lùi các bạn nhé, lắp thêm. Phiên bản này phiên bản lắp thêm. Ở dưới này có cảm biến lùi này, cảm biến lùi. Rồi chúng ta sẽ vào cái không gian khoang nội thất để có thể trải nghiệm cái phiên bản hai cầu này. Camera có thể đi giúp tôi. Đối với lại phiên bản này thì các bạn có thể nhìn thấy thì cái dòng xe này á, thì thiết kế với cái vô lăng 4 chấu và được ốp gỗ các bạn nhá. Vô lăng 4 chấu được ốp gỗ. Tất nhiên là cái option thì nó khá đơn giản nhưng nó lại mang lại cái tính hiệu quả rất là cao. Bởi sao? Bởi vì đối với lại những cái dòng xe có quá nhiều option, ví dụ như là những dòng xe Hyundai Santa Fe chẳng hạn, thì quá nhiều option nó cũng tạo ra cái gì, tức là thứ nhất là mình không dùng hết cái option đó, cái thứ hai là nó cũng hay phải sửa chữa bảo dưỡng hay hỏng vặt. Tuy nhiên thì cái dòng xe Fortuner này thì gần như là chúng ta không phải sửa chữa bất kỳ một chi tiết nào cả trong quá trình mình sử dụng và vận hành. Đây là có đầu DVD đã trang bị rồi, hệ thống điều hòa tự động hai dàn tự động đã được trang bị chưa, hộp số tự động 4 cấp, phanh tay. Đây là cơ cấu cài cầu các bạn nhé. Xe này là sản xuất Việt Nam với cái cơ cấu cài cầu toàn thời gian. Đấy. Ghế thì được trang bị ghế da, và đây là phiên bản cao cấp nhất hay còn gọi là phiên bản full. Toàn bộ ghế trước thì được chỉnh điện. Cái hệ thống lên kính thì được trang bị lên kính một chạm chống kẹt ghế trước ở bên người lái các bạn nhé. Xe được trang bị dán phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn Simly cao cấp, rồi màn hình đầu DVD đã được trang bị đầy đủ rồi. Các bạn thân mến, thì cái dòng xe này thì trang bị động cơ 2.7 và hộp số tự động 4 cấp, xe sản xuất năm 2015, và hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá chỉ hơn 700 triệu một chút mà thôi, nó khoảng tầm 710 triệu. Và nếu như quý các bạn có nhu cầu sở hữu các dòng xe này
thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Xe này vẫn được hỗ trợ trả góp khoảng tầm 15, tức là khoảng tầm 75, tương đương với khoảng tầm 70% các bạn nhé. Đấy. Và nếu như ai có nhu cầu sở hữu dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của đường dây nóng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe và chúc các bạn có nhiều sức khỏe cũng như tìm được những chiếc xe ưng ý. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.